Chào cả nhà, hôm nay mình chia sẻ với cả nhà một cái cách kho cá biển làm sao mà cho cá có đủ độ cứng, độ béo, vừa giữ được cái chất ngọt tự nhiên của cá và đặc biệt là cá nó không còn mùi tanh. Nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị là 5 khúc cá xương xanh. Cá biển thì mình có thể sử dụng nhiều loại cá khác nhau nha các bạn. Mà mình cắt thành những cái khúc dày như vậy, tầm khoảng 3 cm. Cá của mình nó rất là tươi ha. Một miếng mỡ và một ít hành tím băm. Bây giờ thì mình sẽ đi mình ướp cá trước. Mình cho vào đây nửa thìa muối, 2 thìa nước mắm, nửa thìa đường và 2 thìa dầu ăn. Cái đường và dầu ăn này nó sẽ làm cho cá của mình nó săn chắc hơn. Khi kho thì nó sẽ dễ thấm gia vị. Và mình ướp cá tầm khoảng 30 phút nha các bạn. Trong cái thời gian chờ ướp cá thì mình sẽ đi mình cắt mỡ, mình cắt thành những cái miếng nhỏ, sau đó mình đem mình rán lên. Mình chỉ lấy cái phần tóp mỡ thôi. Cái phần mỡ này mình khi mà mình đem kho cá thì là sẽ làm cho cá mình nó có vừa cái độ béo, độ mềm của cá. Khi mà mình đã thắng xong mỡ thì mình đổ ra cái chén và mình chừa lại trong đây khoảng 2 thìa canh mỡ và mình cho vào thêm 1 muỗng đường. Mình thắng nước màu nha các bạn. Khi mà nó nước màu đường của mình nó đã chảy thắng ra được màu vàng nâu rồi, mình cho nốt cái hành còn lại vào, mình phi thơm lên. Và mình tiếp theo thì mình cho cá vào, mình chiên sơ đều 2 mặt. Và tiếp tục thì mình cho thêm vào đây 1 chén nước. Các bạn nhìn cái màu nước nó hơi đen vậy thôi, nhưng mà mình múc lên nó có màu vàng nâu nha các bạn. Do cái màu chảo nó hơi đen nên là mình nhìn cái nước nó hơi tối màu một xíu. Và mình nêm thêm cái gia vị vào đây, mình cho thêm vào 2 thìa nước mắm và 1 thìa đường. Các bạn nhìn cái màu nước là nó hơi nâu nâu thôi chứ không phải màu đen nha các bạn. Và để tăng cái phần hấp dẫn cho cá thì mình cho thêm vào đây 1 ít ớt. Và mình cho cái phần tóp mỡ và 1 xíu mỡ lúc nãy mình vừa thắng vào, để cho cá của mình nó béo, nó mềm hơn ha. Khi ăn nó không bị khô. Và mình để lửa riu riu, mình kho đến khi mà nó hơi cạn lại là được. Đây là đĩa cá mình vừa kho xong, những miếng cá nó rất là chắc, nó không có vị tanh và được ngấm đều gia vị, rất là đậm đà, nó hơi cay cay, rất là ngon. Mình ăn kèm với cơm nóng rất là hợp nha các bạn. Video của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công và ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại.